Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn với những câu chuyện của bóng đá Việt Nam trong những thời khắc cuối cùng của năm 2023. Trước khi chia sẻ những thông tin mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam, ở thời điểm mà chúng ta chuẩn bị chia tay năm 2023 chào đón năm 2024, biên cương xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn trong suốt năm 2023 và xin kính chúc quý vị và các bạn sẽ đón một năm 2024 với nhiều những khởi sắc với thật nhiều sức khỏe niềm vui may mắn và đạt nhiều thắng lợi trong mọi kế hoạch của quý vị và các bạn và cũng chúc bóng đá Việt Nam sẽ thật sự thắng lợi trong năm 2024. Năm 2024, với bóng đá Việt Nam sẽ khởi đầu bằng chiến dịch Asian Cup và lúc này thì có thể nói những kế hoạch của huấn luyện viên Philippe Troussier đang phải đối diện với một vài thử thách nhất định trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân từ ngày hôm nay, 31 tháng 12. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì đội tuyển của chúng ta sẽ chia tay ba cầu thủ, đó là các cầu thủ Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thành Nhàn và đặc biệt. Núi tiếc với rất nhiều người cho chúng ta là thủ thành Đặng Văn Lâm. Trước đó chúng ta đã chia tay với Thành Trung, với Hoàng Văn Toản. Như vậy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chia tay tổng cộng 5 cầu thủ trong danh sách 34 cầu thủ mà huấn luyện Philip công bố. Bù lại thì đội bổ sung thêm hai gương mặt mới nhất đã chính thức được công bố. Đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng và cầu thủ đá biên rất hay Hồ Tấn Tài. Trước đó thì Phạm Văn Luân cũng đã được bổ sung. Trở lại với câu chuyện về những sự chia tay của Thanh Nhàn, của Đức Chiến và của Văn Lâm thì chúng ta biết là thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Đức Chiến đều đang trong quá trình điều trị chấn thương cũ. Đặng Văn Lâm đã bị tổn thương gân A-xin còn Đức Chiến thì bị tổn thương xương mu gạch ngang bên trái. Trong khi đó chúng ta biết Thanh Nhàn mà Biên Cương cũng đã chia sẻ ngay thời điểm công bố danh sách rồi. Thực tế thì Thanh Nhàn còn bị chấn thương từ trước khi công bố uh, danh sách và khi đấy thì cũng đã xác định là thanh nhàn khó có thể kịp bình phục khi mà anh gặp phải chấn thương trong trận đấu giữa PVF CND với câu lạc bộ Huế và thời điểm đấy cũng đã xác định là Thanh Nhàn sẽ phải mất từ 3 đến 4 tuần mới kịp bình phục. Tuy nhiên thông tin chưa đến với đội tuyển cho nên là ngày công bố thì vẫn có tên Thanh Nhàn nhưng viên cương cũng đã dự báo là rất khó để Thanh Nhàn kịp bình phục rồi. Như vậy là năm cầu thủ đã chia tay và ba cầu thủ đã được gọi bổ sung. Tất nhiên sẽ vẫn còn những cầu thủ được bổ sung từ lứa của đội tuyển U23 Việt Nam đang tập trung nếu như các cầu thủ đó đã đáp ứng được những yêu cầu về mặt chuyên môn. Đối với vị trí thủ môn của Đặng Văn Lâm thì lúc này chỉ còn lại Nguyễn Philip và Đình Triệu. Và mỗi đội tuyển thì sẽ phải có ít nhất là 3 thủ môn trong danh sách đăng ký. Cho nên người có thể sẽ được lựa chọn thì chúng ta cũng chưa biết chính xác là ai nhưng bên cương dự đoán không loại trừ khả năng là thủ môn Văn Việt đang tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ở thời điểm này chúng ta cũng thấy phải nói là cũng khá là may mắn khi mà đội tuyển Việt Nam đã có sự bổ sung rất là kịp thời với sự xuất hiện của thủ môn Nguyễn Philip Thủ Nguyên mới có quốc tịch Việt Nam này là một sự bổ sung cực kỳ chất lượng và phần nào đó giúp chúng ta cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ văn lâm. Tuy nhiên chúng ta cũng vẫn tiếc cho trường hợp của Văn Lâm vì chúng ta biết là Văn Lâm đã từng chơi rất là hay tại Asian Cup năm 2019 là người hùng trong trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Jordani tại vòng 1/8 của Asian Cup năm đó. Và Văn Lâm cũng đã chơi cực kỳ hay trong trận đấu mà chúng ta chỉ thua trước Nhật Bản với tỷ số 0-1. Văn Lâm đã chơi thực sự xuất sắc và vẫn đang mang đến một sự tin cậy lớn cho vị trí trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Và thiếu vắng Văn Lâm, chúng ta thiếu đi một sự cạnh tranh tốt đối với Nguyễn Philip và cũng thiếu đi một sự lựa chọn giá trị trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Thôi mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ chúng ta chỉ còn biết chúc Văn Lâm sẽ sớm bình phục trở lại sân cỏ và sẽ trở lại với những kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong tháng 3 năm 2024 khi chúng ta có hai trận đối đầu với đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup năm 2026. Còn những sự xuất hiện của bùi tiến dũng người cũng đã từng được gọi bổ sung để thay cho duy mạnh hồi tháng 11 vừa rồi và đặc biệt là sự trở lại của hồ tấn tài đều là những sự trở lại rất là đáng chờ đợi bùi tiến dũng thì vẫn phải cạnh tranh nhiều khi mà huấn luyện viên chu Dê vẫn có những sự lựa chọn chất lượng như là của quế ngọc hải của duy mạnh của thanh bình và của bùi hoàng việt anh bên cạnh sự xuất hiện của ngọc bảo và cũng phải nói một điều đấy là gì vẫn còn có những sự lo lắng đối với trường hợp của hai cầu thủ đó là duy mạnh và quế ngọc hải nhất là trường hợp của quế ngọc hải huấn luyện viên chu mới đây cũng đã phải có cuộc trao đổi riêng với kế ngọc hải để đánh giá xem tình trạng chấn thương của cầu thủ này là như thế nào còn hồ tuấn tài thì rõ ràng rất là đáng chú ý rồi hồ tuấn tài không nằm trong kế hoạch của huấn luyện chu Diê trong cả tháng 11 và đã vắng mặt trong cả đợt tập trung tháng 10 vừa qua nhưng Hồ Tuấn Tài cho ta biết là vẫn là một cầu thủ rất là chất lượng. Bạn ấy đã có những đóng góp cụ thể trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Mới đây bạn ấy cũng đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Công an Hà Nội trước câu lạc bộ Bình Dương và trước đó là những bàn thắng vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Hay màn trình diễn luôn rất là tốt trong vai trò thậm chí là đội trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hồi tháng 11 vừa rồi thì thậm chí là trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Asian Cup. Còn có lời chúc mừng sinh nhật của Hồ Tấn Tài Và hẹn Tấn Tài Là sẽ gặp lại anh tại Asian Cup tới Như khi trong danh sách 34 Cầu thủ ban đầu của huấn viên Chu Xie Không có Hồ Tấn Tài, ai cũng thấy rất là tiếc Tuy nhiên bây giờ thì Tấn Tài đã góp mặt rồi đó là một sự bổ sung Bổ sung này cũng có nghĩa là Hồ Tấn Tài Sẽ khó có thể nằm trong kế hoạch của huấn viên Chu Xie Cho uh, một vị trí chính thức Nhưng nếu như tiếp tục Khẳng định được mình thể hiện đến giá trị chuyên môn Thì việc Hồ Tấn Tài được triệu tập lên đội tuyển và rồi sẽ giữ một vị trí quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Trujiê vẫn là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên, nên hy vọng rằng Hồ Tân Tài sẽ tận dụng tốt việc được bổ sung lần này để thể hiện được giá trị của mình và giữ vai trò quan trọng trong những tính toán của huấn luyện viên Philip Chuje. Với Đức Chiến thì chúng ta cũng thấy rất là tiếc vì đây là một cầu thủ đa năng, một cầu thủ rất là đa năng và trong bối cảnh mà những vị trí trung vệ cũng mang đến những sự lo lắng thì Đức Chiến có thể Ờ, đá được ở cả vị trí của những trung vệ Nhưng thôi chấn thương khiến cho bạn ấy phải chia tay Còn Thanh Nhàn thì bạn ấy đúng ra Là tập trung cùng với đội tuyển U23 Việt Nam Vì bạn ấy là một người được gây dựng Cho lứa U23 Đá tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới Nhưng huấn viên Chu Diê thì vẫn rất là thích Thanh Nhàn Và đẩy bạn ấy lên đá ở vị trí của đội tuyển quốc gia Bạn ấy cũng đã đá hiệp 2 trận đấu với đội tuyển Iraq Nói chung đó vẫn là một cầu thủ chất lượng và tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam Chúng ta cũng chúc là Thanh Nhàn sẽ sớm bình phục trở lại Người duy nhất ở giải hạng nhất được gọi lên đội tuyển quốc gia Cũng đã có hai bàn thắng ở giải hạng nhất rồi Nhưng mọi thứ đang tạm thời khép lại với Thanh Nhàn Nhưng tương lai thì hy vọng sẽ vẫn mở ra với Thanh Nhàn Để bạn ấy sẽ có được vị trí tốt hơn nữa trong thành phần của đội tuyển quốc gia Việt Nam Vâng, chưa bao giờ biên cương thấy là lâu lắm rồi đội tuyển Việt Nam tập trung cho một giải đấu lớn mà những biến động về nhân sự mới lại khủng khiếp như thế. Một cơn bão chấn thương thực sự đã biến đội tuyển Việt Nam giống như là một bệnh viện thu nhỏ vậy. Khi mà đã từng có tới 8 ca chấn thương và đến lúc này thì đã có tới 5 người phải rời đội tuyển. Giờ vẫn còn những trường hợp phải theo dõi như trường hợp của Tiến Linh, trường hợp của Hoàng Đức, trường hợp của Quế Ngọc Hải, trường hợp của Duy Mạnh hy vọng rằng mọi thứ không quá tệ và các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ sớm hoàn toàn bình phục để trở lại và sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể có một sự khởi đầu hơi gian nan một chút vì những ca chấn thương nhưng kết thúc năm 2023 khởi đầu năm 2024 mọi thứ sẽ thuận lợi với đội bóng của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với câu chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ thuận lợi với chúng ta trong năm 2024, mọi thứ sẽ hanh thông và đội tuyển Việt Nam sẽ có một quá trình chuẩn bị tốt cho Asian Cup. Chúng ta sẽ tập bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 lên đường sang Qatar vào ngày mùng 5 tháng 1 và có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày mùng 9 tháng 1. Một lần nữa cảm ơn quý vị đồng hành với biên cương trong suốt năm 2023 và một lần nữa chúng ta chúc cho nhau một năm 2024 may mắn thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý quý vị ở những video tiếp theo.